phì đó, tại cái túi nhỏ mà thế nào cũng được con lươn nuôi vậy. nuôi cái vụ nuôi không có đâu. Nuôi đâu con. Nhớ nghe, thằng nào thua thằng đó phục vụ nghe. Nuôi, trời ơi, vụ nuôi không có nuôi đâu. Đó, thấy chưa? À, gì đó không thấy gì. Sáng khè mạnh dữ ta. Hé hé thấy nó xịp xịp rồi đó. Đó, thấy xịp xịp không? Rồi, này nhắm có à. Ống chút là dữ lắm rồi đó. Mấy mừng này ngoài đặt con ống mà đặt đâu 5-6 lần gì rồi. Đặt lần con ống mà. Lâu lắm không đặt nó, lần thất cỏ trước đấy, lần thất cỏ này đó là tính đi. Rồi, nghe hiểu. Đó, được còn lươn nuôi nữa. Đặt mưa ngày đặt quay miệng ra, quay miệng xui là thua đó, không nói nha, không có chạy không nhiêu chứ, nó thiệt. Ý bự đó. Được rồi. Được. Lương ở ngoài nãy nè. 5.000. Định giá luôn, 5.000 nhỏ hơn thôi. Ôi con này cũng được 5.000 luôn, nhỏ cũng 5.000, bự cũng 5.000. Thôi. Nam khoái đặt chúm mấy gốc dừa đó. Ý thấy phì lắm đó Nam ơi. Phì bự rồi đó. Phì no nưỡng luôn, nó vùi chỗ cái túi lú lên kìa. Đó đó, nó ối mồi ra luôn kìa. Rồi vô rồi. Con này nửa ký rồi. Lão Nam đêm hôm nằm trên bao thấy dính con lươn nửa ký. 12 giờ khuya đi thăm rồi, ghê thiệt. Luồn cái ống nửa ký. Ống này còn nửa ký phải không? Phải ống này không? Ống này phải không? Y, bự à. Chà. Đó, con ta lên rồi đó, lên rồi. Eo. Lắc không nổi luôn hả? Bự rồi, con này bự chắc rồi. Trời, nhỏ mà. Trời ơi, bị lớn nhỏ vậy nữa. Trời ơi, còn không? Nó lại. Cầm nó không được nặng không lắm. Quá đã lương luôn bạn ơi. Con này không tới nửa ký à. Ờ, gần nửa ký. Nó nói con nó cũng gần con lương cục đuôi hay gì. Vì là mất khúc đuôi đó ngoài nửa ký rồi. Lương nhìn như gắn chung kìa. Đúng rồi. Da mình chơi cà khịa dữ à. Lương không có đuôi đâu không nổi. Thôi chui vô cái ống này nằm ngủ luôn. Chứ không phải vô ăn mồi. Không, nếu con lương này có đuôi là con lương này nửa ký đó bạn ơi. Tại mất cái đuôi nó cao 300 gram á. Cái đuôi nó khi một bú cao 300 gram. Biết. Biết lường thiệt chứ, đâu mà lú cái đuôi ra cây. Này gắn chung cắn quá. Cừ thiệt chứ. Không, vậy là còn con lương bự hơn rồi đó, nó cắn đuôi con này nè. Tới luôn. Khui kìa. Cái này khui. Trời ơi, nó bị tới trên cái cây cầm luôn Nam ơi. Trời. Nó phì tới cái cây cầm luôn nè, không phì gì, cái túi cao, dữ lắm phì rồi. Có mồi giống nãy nè. Có dựng dính cái đuôi con nãy đó. Trung mương quá. Cái túi này chắc lương bự nữa. Không nhất cũng nhì. Ủa, hết nước luôn rồi. Không có luôn. Một bầy luôn. Không có luôn. Đó. Cái đuôi con nãy thiệt. Cái đuôi con nãy. Phải ngoải thêm con có bông dừa. Ngon lành. Vậy là được rồi. Được con lươn bự là ngon rồi đâu gì nữa. Đặt lươn. Đã hết biết đã ăn lươn. Mà nó con khúc mà. Mất cái đuôi cái con khúc vịnh lương đã tiếu rồi. Nó nói cái con lương nó cũng 250 gram á, trên á.
nhất rồi. Còn dư nhất luôn. Lâu nào mỗi tính kiếm bóng dừa gì cho bà hai ăn hay sao? Đặt mua đường nước. Mua đường nước. Chắc có con dừa mà. Nước cạn queo à. Lú chúm lên lần này khô, chút xíu lại khô hết chân nước luôn á. Có dừa không? Chết luôn. Đặt bóng dừa còn không dính nữa. Thoát rồi. Chà, hay cũng có lý quá đó. Bông dừa hả? Trời ơi, chúm nằm trên khô rồi, không có đụng miếng nước nữa. Đặt chúm trên khô nữa, chừng dính rồi lòi á. Trời trời, khui luôn. Nhỏ mà. Không có, hết rồi. Không có, con lớn à. Mặn dưới ta. Không có. Hết rồi, con lớn đó. Không à. Dính nó chả nó. Trời ơi, con lươn chà bá luôn. Dục chúng luôn rồi. Trời ơi, chút nó mà nó nằm ở trên nặng ụ với nó quấn cho con dây trên nó con hôm á. Bự hơn con nãy luôn á. Đường nước đó. Rồi, con lươn. Không, nhỏ hơn con nãy, nhỏ hơn con nãy. Cũng nhất rồi. Đặt ông chúng là dở là không có miếng nước, đúng là ông chúng là dở là không có miếng nước luôn nè. Khô khan luôn à, chỉ có sình. Nằm trên khô. Thua luôn. Ồ, đường nước ha, bởi vì đường nước không có thôi, có là bốn bự bự à. Lương bự chứ. Trời ơi, con này. Con này chắc nhỏ hơn con nãy á. Nhưng mà được nó dài hơn. Khui khui lại cái cạnh. Chà, cũng thương đường. Chút lượng nhỏ vô lượng bự nó quấn ra nó kịch kinh nằm trên. Cầm ống chúng lên thấy biết rồi. Nó xấu con một chút xíu. Cháu mội đi để chạy lương hết. Vụ lão giờ. Vô rồi, mặt ngày tới gối luôn rồi. Qua nở, qua nở. Qua nở, qua nở. Sinh tới phải qua nở được chứ. Như đó. Tình gì ta? Bập vú, ít, ít, ít. Vú ngon quá. Phì không, phì không? Này là khô mà lại khô gan luôn này, cái này cũng hết nước nữa nè. Ô cái này còn nước vậy không có lương không ơi. Hết nước như nãy mới có lương. Ý, hết nước thiệt rồi đó. Hết nước luôn mà cũng hết lương luôn. Mấy cái mương này của ngoại ngon lắm nè bạn ơi. Ngoại lúc này chơi đánh du kích gình gình, chơi lén anh em không à. Đặt mấy mương yếm yếm không à. Hơi hơi. Ta che túi thẳng quá, ống chúm nằm trên khô thiệt luôn. Kìa, cái ống chúm kìa. Môi sình trong ngá rồi nhét ống chúm xuống rồi lấy sình lắp lại xong. Đặt. Mương này tí thì lại rút cạn queo luôn. Ngập túi luôn vậy trời. Trời ơi, không có lương cột có cứng. Sáng mở ông ra luôn. Không, ống này có lương rồi, thú vị mà. Có. Tại treo túi thẳng quá, thẳng. Treo sao mà có cái độ dùng dùng á, nó phì nhìn mới đẹp. Treo chợ nước. Hết nước luôn rồi. Có bóng dừa hay gì đó. Kìa 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 bóng dừa kìa bóng dừa kìa. Dục chúng luôn. Trời trời trời. Này phì dữ lắm, phì vậy bạn ơi. Dữ lắm phì vậy. Ông chỗ này là hy vọng dữ lắm luôn nè. Chỗ ngay đóng dừa nè. Hết nước luôn rồi. Không có luôn. Không có ai. Quay quay kêu quay mà quay ngoài quay mặt. Quay mặt lên nè. Lâu rồi cái găng súng đó là hiểu rồi. Hay cầm ngoài, ngoài, ngoài. Là vô góc dừa. Yeah.
Giấu luôn rồi, hồi ngợp chết queo luôn nè. Ê, trời trời, dạng dữ vậy. Đâu rồi, đâu rồi. Sống mà. Ngập, mấy con này hôm ngập rồi, rồi lương sáng nó ăn ngủ luôn rồi bạn ơi, khui ra ông Năm ơi. Nước hôm lên tới cốc dừa mà. Hai con. Rồi, có khô lương luôn bạn ơi, có lương khô. Bị ngay cái túi này lủng nữa, cục nữa. Lương khô, lương khô. Ngập lên tới trên rồi, chết luôn. Ồ, nhỏ mà. Con này cũng lưng nhất rồi chứ nhỏ vậy, này 200 gram rồi đó. Mấy con lương này tính ra nó kỳ thiệt bạn ơi. Ngoại làm mồi ngon quá, nó vô ăn rồi cái nó quá trời phê, cái nó thêm uống nước nữa cái nó phê luôn. Nó tê luôn. Đó. Khui con dừa ra nữa, hai con luôn hả? Ôi, ngoài đặt dính cặp cặp không dữ ta. Dữ á. Con này lưng nhất rồi nè, 200 gram chắc luôn. Trên luôn, 200 giác luôn. Lên ăn chịch. Có lương khô luôn. Lương khô dự trữ. À. Mới dục xuống chút xíu rồi ngọt trời. Lương là yếu thiệt. Xẹp luôn hả? Mưa này ngon quá xẹp ta. Ê. Túi nhỏ, túi nhỏ. Trời ơi. Một cặp nữa bạn ơi. Giờ thấy gì? Mương này nhìn cái mương ở đầu bờ mới đã. Lương nhất nằm đầu bờ đó. Lý ta. Lý của lý của lý. Đẹp hả con? Đẹp hả con? Lâu còn năm nữa trời. Mẹ quên. Dạ trời 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 trời. Dữ lắm rồi. Bây giờ thấy cái địa hình. Nhìn thấy cái mương mà biết. Mương có không đặt nhiều. Vô rồi, vô rồi. Ngoại chơi lựa mương ngon không thiệt. Vô thấy có khi nào đặt trên kia không? Không có luôn nữa hả? Không có rồi, đúng rồi, không có rồi. Không có giặt túi gì vậy? Ôi, ông ngoại, xuống ngoại ơi, xuống xuống. Dây điện cao, xuống xuống. Con này bự rồi, thấy tướng nặng quá gì. Ít đuổi gì. Mương này dính lưng cặp không á. Trời ơi, ba con mặn không có dằn dính luôn. Rồi con lương nó ngon dữ vậy. Nam tắt đài luôn rồi. Im luôn rồi. Khui đi, khui đi, khui đi, dòng Nam chốt rồi. Khui, 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 khui. Con này khui cho bá luôn. Trời trời. Ủa? Ngủ nữa bạn ơi, một nùi luôn, có gắn chung thôi vậy. Nó giống con gắn chung quá vậy, đen xì vậy. Lương đây ngộ thì bạn ơi, ăn xong cái nó ngủ luôn. Không chịu thức. Có khô Nam ơi, rồi biết gắn chung thiệt lắm mà. Ôi, không phải tại ống này con gắn chung nó vô nó xử con lương rồi, gắn chung nó bị ngọt. Nó chung ngọt mà lương chưa, nó chưa ăn lương. Chưa, con gắn chung nhỏ hơn lương. Đó, có gắn sào lá cát. Lấy chứ, gắn còn tươi xanh mà. Rồi hai nắm lá cát về bầm luôn. Hai nắm lá cát về bầm. Ở nhà còn ba con nữa. Không chừa con đó, hai con không lấy rồi. Rồi. Không lắc luôn đi. Rồi xong. Sáng nay cha mình có khô lương bạn ơi. Kiếm khô lương dự trữ. Đặt lương ăn Tết hả? À, im im im. Này về phơi ớt ngon lành cái hạt niêm ha. Ớt nhiều vô, tỏi vô. Ít nước màu cho đen đen. Xíu đường. Đặt lương Tết. Hồi xưa thì mình phơi hai con hả cha? Hồi xưa mình phơi cá kèo, cá chạch.
Bây giờ mình phơi lương. Cái mình phơi cho héo héo, cái mình bỏ vô cái bọc bằng kính đó, bỏ ngăn đông, tết lôi ra chiên, lẩm me mới gỏi xài nhậu. Bả phát luôn. Ông cuối đây chưa? Hủy. Hủy. Phi phi, ống này có lương chắc rồi. Không, tại cái khu này lương nó dị đó, ăn no cái nó ngủ chân. Nước nhiều quá nó uống đầy bụng. Rồi, chà bá luôn. Ý, nhỏ mà. Ý, bự kìa. Sống, 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 sống. Sống nhăn luôn. Sống nhăn luôn. Chưa có nấu chín. Ba con hay gì á, hai ba con gì lắm, thì sống thiệt không, còn sống. Sống con luôn. Sống con đã chắc mới vô nước sáng rồi, xong hết rồi chưa? Rồi ăn này trai với ông Nam hết bạn ơi, giờ tới lượt mình hồi hộp quá, thôi về đi. Thôi về luôn Nam ơi, khỏi thăm của em đâu. Nó nói với sáng nay cô ngoại nhiều hơn cô Nam nhiều. Nhiều hơn rồi. Còn con với nó đó. Vậy thì sao nhiều hơn được? Ta tính chất lượng, ai đâu tính chất lượng luôn. Cha thì ra ngoài rồi đó. Lụm lương, lụm lương. Đây là cận cảnh lương chui vào chúng. Đó. Vô. Ông này dữ à. Đưa gắn đầy đủ luôn một túi luôn. Túi gì thua anh giỡn, túi anh sáng nay ngoài có số lượng nhưng mà chất lượng thì không có. Còn Nam thì có chất lượng, số lượng thì hơi ít. Giờ tới tại mình sau đây. Nói chung mình đi đặt kiếm lương nuôi bạn ơi, nên mình không có sợ vụ đó. Yêu cầu có số lượng là mừng à. Mà vừa có chất lượng nữa thì chết với ngoại với ông Nam luôn. Sáng nước khô gan vậy ta. Đặt chúm chỗ bá đạo lắm. Khô thiệt. Sáng nước khô queo luôn. Ồ, chắc chết rồi. Ôi xịp lép hả mấy chú ơi. Xịp lép Nam ơi. Lép à. Có không? Dự đoán khoảng mấy mươi trăm có. 80. Nhiều hả? Ý, hình như nó eo eo trống không Nam ơi. Ta nói ta dòm, ta thấy, ta biết rồi. Không có nước để rửa luôn. Trời ơi, một nùi luôn. Đúng là được nuôi. Trời ơi, lương này mình nuôi gì ngoại. Rửa hả? Bản kem bữa này không có nước rồi. Ba, bốn con gì á. Nói chung đặt lương nuôi là phải vô lương bày vậy đó bạn ơi mới được. Ê, ông này phì nè bạn ơi, phải phì không biết. Thiệt hay phì giả đây không biết. Thấy cũng có phì phì no no nè. Rồi gọi một bầy luôn. Một con, hai con. Hai con nữa. Cũng im ha, bự bự á. Trọng trọng á. Rồi lương đây sao hay cục đuôi quá ta. Sáng Nam thăm dính lương bự, cục đuôi, lương nhỏ, cục đuôi nữa nè. Dùng này ăn chung dữ lắm vậy. Dùi cục đuôi chưa. Hâm trộm luôn, hâm trộm luôn. Phì không là là kéo phì. Nghi quá, nãy giờ hai hộ gia đình đây. Âm mưu. rồi gài ha, gài ha, gài ha, dễ gì dụ được. Chơi ghê thiệt chứ, chơi ở đây gài kéo túi trong phì không được ai. Bỏ ở ác đâu có được. Thua luôn. Trời ghê thật chứ.
bá đạo thiệt. Có không? Có. Thôi chơi ra chơi lợi bạn ơi. Chơi gần gần chạy qua. Chạy qua kéo túi cho phì. Được, cũng được lắm, nước vòng trọng mà. Chết luôn rồi. Nhớ nè, nhớ nè. Ống cuối cùng. Trời. Xịp lép à. Lăng hoàng thời tới nha. Phì dữ lắm nè. Trời. Ôi ôi nó vui bạn xinh nè. Láng luôn nè. Láng theo cái mé này nè. Trời. Nhất con ơi, nửa ký con ơi. Vô con lường nửa ký cái là mầm vô ngoài rồi. Tới số mình đi. Trời ơi. Nhìn nè. Nó vùi cái phần lưới trong kìa, xinh không quan không nè. Đó nè. Láng xinh dưới đây nè. Trời ơi, láng vô luôn rồi nè. Dữ lắm rồi. Trời gì mà nặng dữ vậy. Nặng quá mà xình cái gì á. Rồi cắn chung các bạn ơi. Cắn chết lương rồi. Hai con lương cắn chung trên đây chắc rồi. Cắn chung thiệt. Chà bá luôn. Cầm ông chúng không. Trời ơi ông nội ơi. Hết có biết rồi. Khổng lồ luôn. Vậy là cái ống này dữ lắm lương. Rồi cắn chung nó bự. Cầm cái ống chấm lên muốn không nổi luôn á. Tính dữ lắm dữ rồi. Dữ thiệt. Không là 3-4 lương chẳng. Nè khám nè. Con cá chung thứ già nè. Một con cá chung là lan con lương trong bụng chắc nữa nè. Ôi ôi. Còn một con lương 3 nè. Con lương bự bự nữa nè. Thì lóng này 3 con lương con gắn. Hết biết thiệt chứ cầm ống chúng lên gung tay tính đâu thời tới mà thiệt thời tới thiệt. Gắn nó bự bạn ơi con nè. Bản thằng hồn kinh thiệt chứ. Nằm một nùi trên luôn. Con nè bự. Hết biết rồi. Gắn về lương. Rồi thôi về khui thành quả luôn bạn ơi. Rồi dắt này khui thành quả thôi bạn ơi. Sáng nay nói chung cũng kiếm ăn được à, không có nhiều lắm. Tính gà ông chúm nãy cuối cùng mình tính đầu con lương nó dữ lắm mà dở lên mặn lương cái thôi thôi. Là ông nằm dưới ngoài là hết đi về nói luôn rồi. Mà hên gắn. Nắng ủi luôn. Sáng nay làm được 2 con bự quá. 2 con nhất ngày, nhì ngày luôn. Cha mình cũng có lý nhưng mà lương gôi gôi có mấy con bự mà nó ngủ nhiều. Tôi đặt lương ăn đâu ơi. Ngoài đặt lương ăn Tết. Vừa đặt kiếm có mớ lương bán được. Còn mớ lương kia để ăn Tết dự trữ. Tôi đặt lương ăn Tết mà. Ông đâu mới giữ đó. Ông ra đầy túi luôn. Thằng Lu. Ngồi xuống đó đi. Lu đẹp trai. Nghe nghe gì mày? Nghe si gum hay vậy? Sáng nay gom là chắc chừng 3 kg lương. Ủa 2 kg chứ. 2 kg cả đó. Tính ra ông Nam không gà không dính cua. Đó. Nuôi được nước đó. Dạ cũng tương đương rồi. Tương đương á. Tại con lương này nó chết thấy vậy chứ nó nhỏ hơn. Không nhỏ hơn trời ơi, nó chết nó phì. Ta biết rồi đó. Lấy cần ra biết liền hả? Ừ. Ta gọn con cục đuôi nó chi? Ta tự là sao? Con có sao đâu rồi? Không mà cái vùng này tính ra lương cục đuôi nhiều thiệt, chắc gắn chung nhiều hay sao á. Nước nhỏ lương em đặt cục đuôi nhóc chân luôn. Ngộ thiệt. Hay có cái chim cắn không biết. Lương ngon hết biết ta, nhàn tư. Lương đúng lương luôn. Điên luôn. Vô đó, con đó mới đầy đỏ luôn đỏ ba con nước
vô cá bóng không? Nó cá bóng nhiều lắm. Đặt cá bóng là xưa, giờ ta đặt qua cá chê rồi ông ơi. À. Tư nữa nè. Ê trời ơi, ngoài đổ ngoài sân. Trời ơi. Hai ống đó, hai ống mà mương đường nước đó. Hai ống mương mà Nam nó yếm đó. Đâu có ngủ nhiều đâu, ngủ này, không ngủ con ống một hả? Nè, đâu có ngủ nhiều đâu nè, hai con rồi nè. Ba con rồi. Chứ còn ống dồn nữa. Ống dồn. Đó. Nó đâu có ngủ nhiều đâu. Ôi cha mình đặt gắn chung con bạn ơi. Gắn chung của mình dữ lắm gắn chung. Không à, thấy vậy chứ nhiều à. Nhiều, hơn 2 kg. Hơn. Thấy vậy chứ nhiều chứ đổ con ra nó cũng nhiều à. Thấy cũng có lý lắm, lương của mình cũng nhiều lắm. Chục ngoài con trong trọng à. Con trọng, hai con trọng nào? Ba con nương đặt cũng ba con không chứ chơi đâu. Chúa à, chúa à, chúa đảo à. Lên cùng đuôi. Lương nửa ký đó mà tại mất cái đuôi rồi. Thì đó con đó nửa ký đó mà mất cái đuôi nên nó giờ yếu nửa ký. Còn bự. Hết biết không có khúc. À. Thôi mất cái đuôi đó thiệt, mất cái đuôi 300 g mà còn 200 g. Quá đảo thiệt. Ba con nữa nè trời. Con đặt lương nuôi mà bậy bậy không ạ. À? Gắn lương đầy đủ. Này là 2 kg rồi nè. Mấy con bự này nặng. 2 con bự nè, 3 con bự. 4 bự rồi đó. Gắn hết hồn gắn không? Gắn này còn ngồi trong bụng nè. Gắn này giờ bây giờ đi đem hấp cái cha. Mình nướng, nó có tim trong bụng ăn ngon dữ là sắc như bánh tét cho có nhân luôn à. Cái đó cũng như dồi. Dồi dồi dồi. Gắn dồi lương. Ừ, ống này dở lên tính đâu hút cuối là hút 90 hút được cái hồi chót cho bá rồi chứ. Nặng thì ghê luôn. Mà túi nó phụy lết xình không luôn. Cái chê cái chê. Cái chê cái chê. Chụp chụp chịu dính trưởng à. Lóc. Con này chủ mỏ ra nè. Chim quá ta. Rồi, tổng thành quả sáng nay nè bạn ơi. Được hơn 2 kg à. À, 2 kg lương với gắn ngon ha. Được cặp lương bự của lão Nam nè, im quá. Đặt gì cũng đặt thôi chứ. Nhất ngày nhì ngày luôn. Hết. Con này của ngoại cũng bự, lương này là vô nhất hơn 200 g rồi. Mà con cá nó ngủ rồi lương khô. Gắn cũng khô luôn. Chắc cả chắc cả nửa ký lương khô à. Rồi gắn chung này nó ói gan gắn rồi nè, nó bụng xẹp lép nhỏ xíu rồi. Nhìn gắn hết ngon rồi. Nãy phải mai mỏ là im rồi. Nó quất con lương cũng cá lớn nha, bự hơn con này. Cả con này. Nó ăn con đó nó sống được biết bao nhiêu ngày đó trời. Thì đó. Lương này mỏ chề. 2 kg, 2 kg ngoài. Có lương bự thì nghỉ đặt chứ. Chết rồi đó, nghỉ. Ai như ngoại có con lương bự cũng ngủ. Lương này nhìn mắc cười đi, cái nó muốn tới gúng luôn rồi nè. 3 phân, 2 phân nữa tới gúng rồi nè. Thì chút nữa chết á, tới gúng rồi chết nè. Mới lành đây luôn á. Ngộ thiệt chứ. Còn mấy con nhỏ nhỏ lương đưa cục nhiều lắm, con này cũng cục khúc nữa nè. Tới gúng chết đó. Nhiều lắm, nãy có mấy con lắm. Mấy con nhỏ nhỏ cục cục nhóc luôn. Ok kệ đi bạn ơi, thành quả sáng nay nè, đem lấy cân cân thử luôn cho nó chính xác luôn. Rồi khui này lương ruột nha bạn, gắn chung với cá bóng mình bắt ra 2 kg 350 là còn 2 kg 3, 2 kg 3 lương mà ngon ha, cục được. Mấy con lương bự nó nặng kính kìa, ngoại hoài luôn trời. Ngoài luôn. Nói như đó. Rồi, nó nói dùm thui cống chấm nè bạn ơi. Túi này cũng phì lắm nè. Vô. Mấy con bự nặng. Mình lên cân thử lương chết. Con này hơn 200 g. Ê. 200 g à. 200 g giác, 200 g quăng mắt, 220 á. Đúng là lớn nhất rồi. Thì lớn nhất rồi. Rồi thôi cũng kết thúc chương trình buổi sáng luôn bạn ơi.
Sáng nay được 2 kg ba lương, ngon ha. Quá im. Bự bự. Lương nuôi cũng ít, không nhiều, nửa ký lương nuôi rồi. Còn như lương bự không à. Ngoại với ông Nam chơi đặt không đặt lương nuôi cho ông ta vậy chứ, đặt lương bự không. Đó ché luôn. Rồi thôi chào bạn nghe, gặp lại các bạn những clip sau nha. Nói chung ai đặt lương chết thì người đó mần nằm khô mà. Ông trúng mà vô con cái này đã ha. Sướng.